Sau đây thì trại chó Phú Quốc Sài Gòn sẽ quay clip của mấy em cái tơ về thanh lý. Nói chung là chưa sinh sản lần nào luôn, cam kết luôn. Giá hợp lý, cực kỳ hợp lý cho anh em chơi sinh sản. Đây em bình lửa. Đây em bình lửa này, mặt nó đẹp nhé. Đuôi đốm xoáy kiếm. Đây bình lửa. Đây cái tơ thứ nhất. Rồi em thứ hai em vàng lửa này đó. Đó cũng giá rất là hợp lý luôn. Đã nuôi tới giờ rồi, giờ mang về chỉ cần 2 tháng, 1 tháng làm lên giống là phối được luôn. Còn các bạn nào thích thì phối chạy thì tặng phi luôn, cứ gửi lại đây đó. Vài cái. Ôi, em thứ ba em vặn, em này thì mới 8 tháng thôi chứ chưa được như mấy 20 kia đâu, 20 kia thì lớn hơn nhiều. Đây quá. Cũng cái tơ vặn mặt má. Em này giờ cái đẹp nhìn hơi nhát xíu. Em này thì đắt hơn con này thì đắt hơn 2 con kia. Đây em vặn đây đó, em vặn với em vàng. Đó nhu cầu tại giờ đi công tác nhiều quá là không thời gian chăm sóc nhiều á. Đây thanh lý với mấy em cái tơ. Rồi chạy là cam kết luôn là chưa sinh sản lần nào. Rồi còn đây em đực này. Đực này được 6 tháng rồi. Hơi nhát mặt thủ rất đẹp. Này ai nuôi chạy thì phù hợp. Đuôi hơi lỗi tí, mặt đẹp. Đây. Hơi nhát xíu. Này nhát là do nhỏ nha, nhỏ mình thả trong chạy nhiều quá đi không có chơi, không mang ra sao hơi xa hơi hóa với người cho nên nó hơi nhát tí. Rồi em vàng cái kia cũng thanh lý rẻ luôn. Đó, cái vàng kia vậy, em bán cái vàng cơ bắp đó. Hình như con này là mã số 09 thì phải. Con này cũng 8 tháng mà body cũng khung đẹp lắm. Đực này mình hơi tiếc tại giờ đực bên mình nhiều quá rồi, con này cũng đẹp. Hơi tiếc. Nói chung giá rẻ thôi cho anh em chơi. Con này mà phối mấy con cái với tơ mình là chuẩn bài đấy. Rồi các bạn có nhu cầu thì liên hệ trại chó Phú Quốc Sài Gòn, số điện thoại là 0989 356 396. Còn muốn tham quan trại thì các bạn cứ tới đi chạy nằm giáp ranh với lại nhà bè thì bạn đi hẳn hết đường Lê Văn Lương đó nha. Rồi sẽ tới thì Cần Giuộc á, ở mình địa chỉ mình ở cầu Rạch Cán, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hoặc là bạn có thể search Google Maps là nhà hàng Vườn Xanh á, Tree Garden Vườn Xanh. Thì chạy chó nằm trong khuôn viên của nhà hàng. Đây chỉ là một góc của chạy nha, còn bên trong khu sinh sản nữa, hai ba dãy chuồng.